Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hàn Computer. Như chủ đề của video thì trong video này mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem mẫu chuột chơi game nào sẽ là phù hợp để cho các bạn chơi PUBG. Còn việc các bạn có bắn được như là refund gaming hay là không ấy, cái đấy sẽ phụ thuộc vào các bạn thôi. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồ bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hàn Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hàn Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Trước khi nói qua những cái tên tiêu biểu để các bạn có thể lựa chọn thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về những tiêu chí quan trọng các bạn cần nhấn mạnh vào khi các bạn chọn một chuột để chơi PUBG. Về cơ bản thì chọn chuột để chơi PUBG nó cũng giống như là việc các bạn chọn chuột để chơi game FPS mà thôi. Và điều đầu tiên, tiêu chí đầu tiên mà các bạn nên nhấn mạnh vào đấy chính là về thiết kế. Giả sử như mắt cảm biến của chuột tốt nhưng mà thiết kế bên ngoài của nó lại không tạo cho các bạn sự thoải mái khi cầm nắm thì các bạn vẫn không thể nào mà chơi game tốt và có hiệu quả tốt nhất được. Vậy thế nên thiết kế sẽ là một trong những yếu tố gần như là quan trọng nhất để các bạn có thể chơi tốt được PUBG. Trước tiên các bạn nên biết rằng với PUBG các bạn sẽ cần phải giết càng nhiều địch càng tốt. Các bạn cần phải nhắm bắn càng chính xác càng tốt cũng như là kỹ năng kiểm soát đường đạn. Một chú chuột có thiết kế quá cầu kỳ, quá nhiều chi tiết thừa hoặc là có nhiều phím bấm quá, nó sẽ vô tình gây cản trở cũng như là mất đi khả năng tập trung của các bạn và nó khiến cho các bạn không thể nào mà đạt được hiệu quả như là trong ý muốn. Như vậy các bạn hãy tìm mua những chú chuột có thiết kế đơn giản nhưng mà nó lại mang lại tính hiệu quả cao. Bởi vì với PUBG, một chú chuột có thiết kế hầm hố hay là nó có quá nhiều phím phụ thì nó chỉ gây rối thêm thôi, chứ nó không có lợi ích gì khi các bạn chơi PUBG. Và có một điều quan trọng hơn nữa, đấy chính là một chú chuột có thiết kế đơn giản rồi nhưng mà các bạn cũng phải, nó cũng phải phù hợp với cả khả năng cầm nắm của các bạn. Ví dụ như là một thiết kế có sự đơn giản đi nhưng mà nó quá bé thì các bạn vẫn không thể nào mà cầm được. Tiêu chí quan trọng tiếp theo mà mình muốn các bạn phải nắm được đấy chính là độ nặng hay là nhẹ của chuột. Trong PUBG chúng ta sẽ thường xuyên phải di chuột với cả tần suất cao để phản ứng kịp với cả những game thủ đang ẩn nấp. Với một chú chuột có trọng lượng quá là nặng đi, các bạn sẽ rất là nhanh mỏi tay. Thế nên trọng lượng hoàn hảo để các bạn có thể chọn một chú chuột chơi game FPS hay là PUBG nó sẽ dao động từ khoảng 85 cho tới 110g. Mọi trọng lượng nhẹ hơn hay là nặng hơn thì nó sẽ không tối ưu bằng. Một thông tin mà mình cũng phải chia sẻ đi kèm với cả tiêu chí này đấy chính là trọng lượng của nó như thế nào thì nó cũng phải có sự tương quan với cả kích thước của chuột. Một chú chuột mà có kích thước quá là nhỏ gọn nhưng mà trọng lượng của nó lên đến gần 100g thì nó cũng không thể nào mà đáp ứng cho bạn chơi PUBG một cách hoàn hảo được. Tuy nhiên với một chú chuột có kích thước lớn nhưng mà trọng lượng nhẹ thì nó lại rất lý tưởng cho các bạn chơi PUBG. Các bạn hãy lưu ý điều này nhá. Tiêu chí thứ ba mà các bạn cần phải quan tâm đấy chính là về mắt đọc của mẫu chuột đấy. Các bạn không thể nào mà chọn một chú chuột có giá khoảng tầm 100.000 một chú chuột để làm văn phòng mà để bắn PUBG một cách chuẩn xác được. Các bạn nên lựa chọn những mẫu chuột chơi game mà có phần mắt cảm biến là để chuyên dành cho chơi game ấy. Nó chỉ cần có mức giá khoảng tầm là 300-400 nghìn gì đấy trở lên là các bạn đã có một mẫu chuột chơi game có mắt cảm biến tốt rồi. Sau đây mình sẽ có một bảng phân cấp những mắt cảm biến của chuột chơi game để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cũng như là so sánh. Việc bây giờ của các bạn rất là đơn giản, đấy chính là xác định mẫu chuột chơi game của mình đang sử dụng cảm biến gì và so sánh xem nó đang nằm ở vị trí nào mà thôi. Như mình nhận thấy với đa phần mắt cảm biến optical thường thấy ở trên những mẫu chuột chơi game hiện nay, nó đều có thể đáp ứng tốt việc các bạn chơi PUBG và nó không hề chênh lệch nhau quá là nhiều. Tiêu chí cuối cùng mà mình muốn nhấn mạnh tới các bạn đấy chính là kiểu hoàn thiện vỏ bên ngoài của chuột. Có thể việc hoàn thiện vỏ bên ngoài nó không ảnh hưởng nhiều tới hiệu năng của chuột nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới cảm giác sử dụng của các bạn. Giả sử như tay các bạn ra rất nhiều mồ hôi mà các bạn lại dùng những mẫu chuột mà có vỏ bóng ấy thì cảm giác sẽ là rất rít và khó chịu. Nhiều khi các bạn sẽ không muốn cầm vỏ chuột luôn ấy. Lúc này thì các bạn nên tìm những mẫu chuột mà có lớp vỏ mà hoàn thiện theo kiểu nhám. Nó sẽ cho các bạn cảm giác sử dụng thoải mái hơn rất là nhiều. Nhưng mà vỏ bóng thì nó cũng có một số lợi thế nhất định, ví dụ như là tính thẩm mỹ. Qua những tiêu chí vừa rồi thì các bạn đã tìm ra được mẫu chuột chơi PUBG của riêng mình chưa? Nhưng mà mình sẽ nhắc các bạn một điều này, đấy chính là các bạn có tìm được nó ở trên mạng internet rồi nhá, nhưng mà các bạn vẫn nên tới showroom của Hàn Computer để dùng thử xem nó có thực sự là phù hợp với cả mình hay không. Bởi vì nhiều khi nhìn thì nó có vẻ hợp nhưng mà đến khi cầm thực tế thì nó có thể là quá to hoặc là quá bé gì đấy. Thì các bạn hãy tới Hàn Computer và dùng thử nhá trước khi mua về. Và bây giờ thì mình sẽ gợi ý cho các bạn 5 cái tên các bạn nên lựa chọn để chơi PUBG với mức giá từ rẻ cho đến đắt. Đầu tiên không thể nào không nhắc tới là Logitech G102. Đây có thể nói là huyền thoại chuột chơi game giá rẻ luôn, khi mà những gì mà các bạn có được là quá nhiều so với cả mức giá chưa đến 400.000 của nó.
G102 có những ưu điểm rất là lớn, ví dụ như là thiết kế đơn giản này, dễ dàng làm quen, mắt cảm biến thì phải nói là vô địch trong tầm giá, nút bấm có độ nảy tốt và hệ thống LED RGB tùy chỉnh. Nhưng mà nó vẫn có một điểm yếu rất là lớn và có thể không phù hợp với cả nhiều game thủ tay to như mình. Đấy chính là nó hơi bé, thế nên là khi mình cầm vào thì cảm giác nó là hơi hụt. Tiếp theo là phân khúc giá cao hơn, là phân khúc giá khoảng 1 triệu đồng thì mình sẽ có hai cái tên để các bạn có thể lựa chọn, đấy chính là Logitech G403 và SteelSeries Rival 110. Cả hai mẫu chuột này đều có mức giá là vào khoảng 1 triệu đồng và đây sẽ là hai mẫu chuột được mình đánh giá rất là cao trong tầm giá 1 triệu để các bạn có thể chơi được VOVG. Logitech G403, các bạn sẽ có những lợi thế như là mắt cảm biến chơi game của nó là PitSat 3366, rất đẳng cấp do Logitech phát triển từ là PitSat 3360. Thiết kế của nó cũng là theo kiểu to và thiết kế theo kiểu là công thái học nữa, thế nên với những bạn tay to cầm nó sẽ khá là thoải mái. Và trọng lượng của nó cũng không phải quá nhẹ, nhưng mà với thiết kế to như thế này thì nó cũng rất là phù hợp. Còn SteelSeries Rival 110, tuy nó có mắt cảm biến không tốt bằng G403, nhưng mà các bạn vẫn đủ để chơi PUBG. Thiết kế của nó là theo kiểu đối xứng, thế nên nó rất là đơn giản, các bạn rất dễ để làm quen cũng như là cầm nắm. Và trọng lượng của nó thì quá là nhẹ luôn, nó chỉ có 87g mà thôi. Tiếp theo là phân khúc giá từ 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu đồng. Với phân khúc giá này các bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, thế nên là các bạn rất dễ bị rối trong quá trình lựa chọn. Và bây giờ thì mình sẽ lựa chọn ra hai cái tên nổi bật nhất để cho các bạn có thể dễ dàng tham khảo. Đây chính là Zowie EC2A và Razer DA Elite. Với hai cái tên này thì các bạn sẽ không cần phải gọi là quan ngại quá nhiều, bởi vì chất lượng của nó đã được rất nhiều bài review cũng như là rất nhiều người chơi trên thế giới đánh giá nó rồi, nó quá là ngon. Về Razer DA Elite thì mắt cảm biến của nó không phải là thế mạnh, nhưng nó vẫn có thể đáp ứng được việc các bạn chơi tốt PUBG, nhưng khi so với cả những đối thủ khác thì nó sẽ là không bằng. Nhưng mà điểm mạnh của nó đấy chính là thiết kế huyền thoại, dễ cầm nắm, dùng lâu cũng ít có hiện tượng là mỏi tay. Và hơn hết, nó chính là chuột của Razer. Dù sao thì đây cũng là mẫu chuột bán chạy nhất của Razer. Còn Zowie EC2A thì không cần phải miêu tả nhiều, bởi vì dù sao nó cũng là sự lựa chọn của hơn 60% game thủ bắn súng chuyên nghiệp. Nhắc tới những tựa game bắn súng là nhắc tới Zowie. Mắt cảm biến trên Zowie EC2A là PitSat BMW3310, lừng danh với cả gia tốc bằng không. Nó cho những pha xử lý của bạn phải nói là chính xác tuyệt đối. Thiết kế của nó cũng là đơn giản tuyệt đối luôn, nhưng mà tính hiệu quả lại rất là cao. Chỉ có một điều mà mình không thích ở Zowie EC2A là nó quá là đơn giản. Vừa rồi mình đã cùng các bạn điểm qua những tiêu chí nên nhấn mạnh vào khi lựa chọn chuột để chơi PUBG, cũng như là điểm qua những cái tên nổi bật để chọn khi chơi PUBG. Và tổng kết lại thì các bạn nên nhấn mạnh vào những tiêu chí. Thứ nhất đấy chính là về thiết kế. Thiết kế của nó phải không cần được quá là cầu kỳ, chỉ cần nó đơn giản nhưng mà tính hiệu quả của nó phải cao. Thứ hai là về trọng lượng của nó là khoảng tầm từ 85 cho đến 110g. Nó không quá nặng cũng như là không được quá là nhẹ. Và tiếp theo đấy chính là về mắt cảm biến thì không cần phải quá xịn đâu, chỉ cần đủ dùng thôi, chỉ cần một mẫu chuột có mức giá khoảng tầm 4 đến 500 nghìn trở lên là đã có mắt cảm biến phải nói là đủ dùng để chơi PUBG rồi. Và tiếp theo là về cái hoàn thiện bên ngoài thì cái này nó không ảnh hưởng đến hiệu năng, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cảm giác cầm nắm của các bạn. Và tổng kết lại thì các bạn muốn lựa chọn mẫu chuột chơi game nào thì hãy tới ngay showroom của Computer và thử xem nó có phù hợp với cả bàn tay của mình hay không, và bắn thử một trận PUBG ngay tại hãng Computer luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.